Chào tất cả các anh em nhé. Thì hôm nay có hai anh em này ở kinh Barber Shop đến đây cắt tóc nổi tiếng ở đâu đó Lũy Văn Bích thì phải. Mình nhớ không nhầm đấy thì các bạn ấy đang có nhu cầu quay vlog về quảng cáo về sản phẩm rồi là cửa hàng các bạn đấy. Nhưng cái vấn đề mà khó khăn nhất ấy, khi mà tôi đi xa như thế này khoảng cách khoảng 20-30 mét nói chuyện rất là khó. Thì hôm nay là cái nhu cầu của bạn ấy phỏng vấn khách hàng rất là nhiều, cực kỳ nhiều. Và cái điều mà bạn ấy đem lại rất nhiều giá trị cho khách hàng ở đây là bạn ấy cắt tóc và trải nghiệm mà cần lan tỏa những cái tốt nhất đi. Đây thì bây giờ mình với cả bạn này sẽ lên xe ô tô và anh đứng quay video mình nói gì trong ô tô xem các bạn có nghe thấy không nhá. Đi lên em ơi. Ok. Đấy. Thôi nhà chẳng có gì thôi ngồi trên con xe này. Cái này là một điều đặc biệt là khi mà mình mở cửa ra thì nó sẽ bị cách sóng nhá các bạn nhá, nhưng mà vào trong là nó ổn định. Đây. Đấy. Em chào khán giả video đang quay kia nhỉ. Hello mọi người. Đấy. Cái này có thể cài áo được nhá. Mình để bên trong này cài áo này. Đấy. Để bên trong cái áo vô tư nói chuyện thoải mái, pin thì được chạy được khoảng 3 đến 4 tiếng đồng hồ và tùy các bạn trải nghiệm. Đây là 2 mic, bộ này là bộ 2 mic SK7-50 2 mic anh em nhé. Rồi ok, bây giờ mình sẽ xuống xe này. Đấy. Đấy. Hello anh em. Đấy. Đây là âm thanh chuẩn xịn sò, đạt được 80% thôi. Theo tôi là 80% thôi, đừng yêu cầu 100% vì 100% thì chỉ có tôi với bạn nói chuyện nghe là ok nhất. Còn điện thoại quay chỉ 80% âm thanh là ok rồi. Okay, cách lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thì cực kỳ đơn giản anh em nhé. Ở đây nó có hai cái bông lọc anh em cài vào đây thì nó đỡ gió này. Đấy, cài này thì các bác chỉ cài vào là xong. Và thứ hai là anh em nào xài iPhone 7 đổ lên thì cố gắng mua cái jack chuẩn đấy nhá. Jack zin này nó khoảng vài trăm nghìn ở ngoài điện máy di động đấy. Cái này thì đâu đó mình không để ý lắm. Đây mình cắm vào cái này, cắm vào điện thoại thế thôi, bật lên. Hai cục đầu thu này là diễn nhá. Mời các bác lên YouTube vlog